Hi, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là ngày thứ 6. Em chuẩn bị làm mọi thứ cho chuyến đi xuyên Việt ngày mai. Sáng mai 7 giờ em đi. Thì em đã dán phim xong rồi này. Thì đang ở trạm sạc thì quay cho nhà mình xem. Vừa nãy á, lúc mà mình mới cắm sạc ấy, thì cái sạc này nó lên đến công suất là hơn 50 kg. Không hiểu sao bây giờ nó còn 45 kg. 45 kg thì thôi cũng được. Và em sẽ sạc test thử ở đây xem là trên cái công suất như này thì có ok không để đi xuyên Việt nhé. Xe thì hôm qua mới chỉ có đây, mọi người nhìn đi, từ lúc nhận xe đến lúc giờ dán bộ phim mới như ngon hơn không đấy. Phim mới trong cái xe nó xịn hẳn này đấy. Phim hàng cao cấp luôn. Ở đây thì hai bên cái khu Imperia này nó có 1 2 3 4 5 6 7 8. Bên kia cũng khoảng 10 trụ như này với một trụ sạc nhanh. Thì đối với những xe nhỏ như này hay như E34 ấy, thì những cái trụ này là gọi là gì như nào nhỉ? Những cái trụ như này gọi là chân ái. Đấy, kia một xe E34 kìa. Còn đối với những chiếc xe như VF8 ấy, thì chỉ có cái trụ 250 kia mới là chân ái thôi. Đấy. Chia sẻ nhà mình một chút. Vừa nãy lúc mà khi mà mới cắm sạc ấy, thì là cái xe nó không nhận sạc. Khả năng cao là cái hệ thống chạm sạc ấy, vừa nãy là cái thông tin đường truyền nó có vấn đề. Thì sau khi mà em cắm cái trụ này đây, em vừa nãy làm đỗ ở đây để em cắm trụ này thì em thấy là nó mất kết nối và nó đỏ luôn trụ này. Sau đó, trụ kia cũng đỏ luôn, tại loại là nó mất kết nối lúc 2-3 trụ luôn khi em vừa cắm xong. Thì em nghĩ là cũng không phải là tại xe lắm. Thì sau đó thì sang cái trụ này đấy, sang trụ này thì mới cắm vào thì nó cũng chưa nhận, và mình cũng check xe thì là cái ổ cắm ghê kìa, mình cắm nó hơi bị lỏng. Và cũng em có cảm giác cái ổ cắm này nó cần phải ấn vào thật là chặt để cho nó nhận cái thông tin, sau đó nó khóa cái ổ cắm vào đã thì mới ok. Chứ còn để mà nó chưa nhận khóa ổ cắm thì cả xe và cái này sẽ không giao tiếp được với nhau. Và khi giao tiếp rồi thì nó sẽ chuyển thông tin. Ê, bây giờ đang sạc 14,68 kg này, sạc được 3 phút này, lên 57% này, ấn quay lại này. Khi nó nhận thông tin rồi thì nó sẽ hiện được cả thông tin là phần trăm pin hiện tại rồi là công suất sạc các thứ thì ok. Còn nếu mà chưa nhận thì là nếu trên này chưa nhận thì là xe chưa nhận. Cái xe này thì hiện tại một số anh em đi đầu cũng nói là cái cổng sạc kia nó đang chưa được ổn định. Tôi hy vọng là xong thì chuyến xuyên Việt nó sẽ không bị lỗi để tránh làm ảnh hưởng đến cái kế hoạch em đi vào Sài Gòn nhé. Ok. Bây giờ thì tí nữa em sẽ quay cho nhà mình xem chương trình ngày hôm nay. Đấy, vì tương lai xanh của Hải Phòng. Bây giờ em sẽ ra đây xem có gì hay không nhé, nhà mình nhé. Ok. Bây giờ trong chương trình nhé, chương trình thì không phải là chúng ta buổi chiều rồi. Sáng nay thì đã bắt đầu đằng sau thì là lấy thử xe máy điện Evo rồi là Vento đấy, tất cả các xe. Ở đây là triển lãm xe bíp điện tương lai xanh, là những cái phương tiện xanh ấy. Xe máy, xe bíp, xe ô tô, xe đạp mà không thấy xe đạp đâu đây. Ok, bây giờ sẽ vào quay chiếc VF6 nhà mình xem nhé. Đây này, anh quay chưa? Không rồng được đâu chưa? Đi ra xem rồi chú đang đi con em tư, chú đang đi đổi bên này. Cái bản này nó chưa phải là bản hoàn thiện. Chú mở đi xem thôi, không đâu. Lắp này, 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 lắ
phỏng vấn anh Trung quay luôn để xuống. Không cần. Rồi, đi về rồi cả nhà, trưa rồi. Ở đây mọi người đã đang lái thử VF8, VF9, VF24, VF5. Vì phát đợt này đầu tư lắm xe lái thế. À, một đống xe gọi là của cái chương trình Vì Tương Lai Xanh này. Có thể xe này còn cả có nhân viên nữa, xe của công ty nữa. Nhưng mà nhiều thật nhỉ. VF5 nó mặt là lái lắm thế. Đủ mọi màu sắc. VF9 luôn. Vừa lấy định ở lại lái VF9 nhưng mà đông quá thì thôi để cho anh em lái. Này Hải Phòng khá nóng đấy, nhiệt độ ngoài trời chưa biết bao nhiêu độ nhưng khá nóng đấy. Đang đi về nghỉ trưa rồi. Rồi hẹn gặp lại nhà mình sáng ngày mai chuyến xuyên Việt với VF5. Pin thì bây giờ là 99% rồi, nhưng mà trước khi đi đêm tối nay sẽ nhồi thêm phát nữa. Ngày hôm nay đi hết bao nhiêu tối nhồi phát nữa. Đủ 100% là sẽ lên đường. Khu này là khu Vin Imperia nhé nhà mình nhé. Imperia là khu Vinhome đầu tiên tại Hải Phòng. Toàn này là toàn Hải Phòng thì có đây hãng taxi đến vàng này. Khu này thì có cái khu trước đây thì toàn không phải Sheraton đâu. Trước đây nó là Vin Vinpearl. Đây là Sheraton rồi. Ở đây thì chạm sạc rất là nhiều. Và nhà trong Vin thì Vin Imperia này rất nhiều căn biệt thự thì dân trong Vin thì người ta cũng đi xe Vin nhiều, nhưng mà do là biệt thự trong Vin toàn đại gia chạm sạc ở đây nó cũng không quá tải, các anh chị sẽ cắm điện nhà nhiều. Rồi ok, bây giờ sẽ đi ăn chứ bye bye nhà mình nhá. Sáng mai sẽ hẹn nhà mình ở cái đồng hành với em cũng chuyến xuyên Việt ngày mai. Ok.